đây là tiếng nói của Washington DC từ bất cho chung bất ạ. Có ai muốn nói gì phát biểu không ạ? Anh tài xế thế là có gì để phát biểu. Anh đại diện cho mình xin chào tất cả quý vị khán giả. Anh nhồi chút được không? Ok thì thôi cả. Trời ơi trời. Quỷ sứ à, ngồi xuống đây. Đang quỷ sứ luôn. Đường thực tế. Nhưng mà quỷ tại Cado phạt. Vẫn đi qua Washington. Tại Cado cũng kẹt hết. Anh nói vậy nha. Live á, anh này là live á. Vui đây đây. Đây đây đây, chị vui quá. Vâng vâng, đây đây. Việt Nam có cái câu chuyện cải cách giáo dục. Là gì? Ôi ngắn đi dài, còn nhẹ đi dài đi cho con nhẹ thôi. Cái vấn đề là gì? Vợ tôi nó tên là Thủy. Bây giờ bỏ đi dài đi, nó tên là Thủy. Thằng hàng xóm của tôi, vợ nó tên là Thúy. Bỏ đi dài đi, vợ tôi nó tên Thủy. 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 Tại huyện Đơn Dương, tất cả quý vị hãy lắng nghe phóng viên của chúng tôi là Lương Phú. Đi giờ cho đến lớn trước, bây giờ má có cái gì nói em này nè. Má có nói không? Má vô đây phải có một cái chuyện, không là đuổi xe. Đuổi thì xe dừng lại tới má mê lên xuống. Bây giờ má kể không? Má kể không? No là không phải không? No là không phải không? Má nói no là không đó. No thôi. Cảm nghĩ hôm nay má lấy để được dâu thế nào bác? Bá vui em, bá buồn em, bá khỏe. Ní vui rồi chứ, còn bạn anh mình trước đem ní do này chứ. Ok, để anh Minh đại diện cho má nha. Cảm nghĩ chị Út này là chị vui vô em hôm nay. Quên sao? Chết à? Em mới kể cho tôi này, thích vui nữa. Tiếp trong Việt Nam. Lại câu chuyện nữa. Lại câu chuyện nữa. Cái chuyện. Ở đây ở Việt Nam mình Cái nồn. Cái nồn á. Hà Nội nhiều khi nó trở thành Hà Nội. Ồ đó. Ở đây mẹ có một thằng nó bị ốm. Nồi nó thằng cái nồi. Trời ơi. Thằng nó bị ốm mới lên khám ở chặt cái tên xã. Thành rẻ. Nó rượu mà nó nôn ra máu. Thằng bác y sĩ hỏi vì sao? Dạ. Ném máu. Lôn ra máu. Nôn ra máu sao? Chuyển lên huyện. Người ta huyện bảo mẹ cái thằng bây giờ lôn ra máu thì phải chuyển lên tỉnh. Lên tỉnh bác sĩ bảo. Đào mẹ chúng mày đúng đổ dân tộc ăn nói bậy bạ. Có cái chữ huyền mà quên cái cả quên chữ huyền vào. Thế là nhưng mà nó vẫn chửi nó bảo mẹ chúng mày vẫn là lôn ra máu. Chúng mày phải đề cho âm hộ. Ca này nặng lắm. Đẻ. Vào mổ đẻ xong thì cô y tá bảo ôi rồi em túng được nó rồi, thằng nghề nó đẻ môi ngược. Cho chàng phóng tay đi. Cho anh tài thế cái gì vui không? Không bao. Phải biết anh. Ok. Đó nói giờ chỉ có nói gì nói. Hôm nay tôi vui quá trời quá đét trời ơi. Vô tư quá đét. Chú con mi nói gì mà nó dở như con kia. Đi à, đi càng đi. Con kẹp dày nhất.
Minh có phát biểu gì không? Không, đây tôi xin có ý kiến. Đó, chết được chưa, Ngọc Thu? Vợ chồng anh phóng viên này nói tầm bậy tầm bạ. Cho chẳng vỗ tay cho chẳng. Xin mời đại diện thông cảm này, tờ báo này là báo lá cải. Nói bừa ra như thế, đừng trao đời, đâu đâu sao. Thế mà anh cho chẳng vỗ tay. Cho chẳng vỗ tay anh mà. Tí nào. Ok, hello. À, có nhà chỉ vấn đề là câu chuyện phát âm thôi. Hả? Ở miền Tây ấy, Anh Giang. Tôi là Việt, mà chúng ta gọi tôi là gì? Anh gì? Mình cắt lại. Tôi là Việt. Em chào anh gì? Sau đó thì thôi thì mình chấp nhận thôi, mình cắt lại. Anh ngồi xuống nói được không? Anh đứng lên ngắm thấy đường. Anh thấy đường. Đâu có ai dành của anh đâu mà anh giữ vậy. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Phát biểu ngồi xuống. Phát biểu ngồi xuống đấy ạ. Miền Trung. Miền Trung thì là gì? Miền Trung đây ta nói là Quảng Bình. Thế thì ở Quảng Bình thì mọi người đều biết rồi. Môi trường vệ sinh rồi ngập lụt thủy điện xả lũ. Cái gì vệ sinh? Nói em nghe lộn, em nghe lộn, anh xin lỗi, xin lỗi đồng chí ạ, anh lít cho bạn chỉ lì lầm. Sau đó thì là thì bác sĩ Hà Nội vào khám, Hà Nội là trung ương mà. Hay lắm. Khám thì bà báo cáo hỏi là làm sao? Dạ, báo cáo bác sĩ, em bị nhựa bịt. Bây giờ không đổ tay ngoài nhé. Anh nói gì nhé. Lâm Đồng, Đà Lạt. Hôm nay cũng gọi là cái cuộc chia tay. Một người con đi lấy chồng. Ngày xưa cũng vậy. Có một cô gái nó đi lấy chồng. Thì trước khi đi lấy chồng mà cuộc sống ngày xưa nó nghèo lắm. Trước khi đi lấy chồng cũng nấu một mâm cơm để chia tay. Đúng không? Thì cái hồi xưa chỉ anh nói đừng khóc nghe anh, cái bát cơm chuối thôi, cái canh chuối mà để mà hòa tình tỉ thanh mà làm cái việc chia tay nó có ít nghèo quá, tất cả mọi người là đều là cô dâu phải làm một bài thơ để mà gọi là chia tay. Cô dâu mới làm bài thơ là chia tay nấu ăn canh chuối để ta nhớ mãi cái buổi hôm nay. Thì mọi người đều vỗ tay, nhưng mà có một anh trong nhà nói là không được, lời lẽ là ok nhưng mà cái vần nó không có đó tốt lắm, hay lắm. Phải làm lại thì mọi người là làm lại. Cuối cùng cô dâu làm lại phấn khẩu thơ mà cứ nhìn quất hồi xưa nghèo cũng vẫn thấy cái bát canh chuối ngày xưa lấy gốc chuối cái thân chuối để nấu canh. Cô dâu nhìn quất để ứng khẩu thì cũng nhìn thấy cái bát canh chuối là ấn tượng nhất. Cô dâu lại làm thành chia tay nó bát canh chuối để ta nhớ lại cái buổi hôm nay. Con thiếu ngôn ngữ của nào, buổi hôm nay thì nó khó nói. Nói chung là lời lẽ nghe rất xúc tích nhưng mà nó phong phú lắm, lời văn vần nó không được tốt lắm. Lúc đầu thì chia tay nó bắt canh chuối để ta nhớ mãi cái buổi hôm nay thì nghe rất vần, nhưng mà mọi người nói là hay, lời lẽ hay xúc tích nhưng mà nó không được vần lắm. Thì cô dâu cứ nhìn quất cuối cùng vẫn là cái tô canh chuối là ấn tượng nhất, thì vẫn là chia tay nó bắt canh chuối để ta nhớ mãi cái buổi hôm nay. Rồi, anh nghĩ gì chưa? Rất xúc tích. Rồi, chào mẫu tay. Nghĩ hoài mệt quá. Đuổi xe bây giờ đó nha. Anh Việt đại diện Hà Nội nói rồi. Hà Nội ơi, đại diện Hà Nội là anh Việt rồi. Hà Nội 2. Hà Nội 2 kìa. Hà Nội 2.
tầng 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 này tầng thứ hai, tầng này tầng thứ một. VTV3 à? Cái này trời ơi. VTV3 à? Mình với ông Việt đều như nhau, cả đội một kẻ lấy đâu ra. Kẻ kẻ thôi. Hà Nội một kẻ. Thì ngon thôi. Tao chỉ muốn chơi cái cười nhiều nhất đó. Cái này cười nhiều nhất đấy. Bắn vào đi. Chỉ muốn City đâu. Có nhiều người là ủng hộ rồi. Thì cho họ thích Man City đi. Nó đi nó lại giờ cô dâu đâu. Chị tay đó, thấy cô dâu ấy. Thôi, hôm nay là phỏng vấn mẹ vợ đi. Được rồi. Má cô dâu. Mẹ cứ gì trả lời mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Sao? Mẹ cứ gì trả lời nói lên nhé. Mẹ không nói là con đi đó. Thế bây giờ con muốn mẹ trả lời cái gì? Mẹ nói cái gì, mẹ muốn dặn dò cái gì là con theo anh bạn ạ. Con theo tới đuốt, con theo tới đuốt luôn ạ. Thế thì mẹ dặn dò con này nhá. Yeah. Tao tới nơi rồi nè. Nuôi đi nữa. Này là cứu gì? Ông tài xe không biết đường. Tài xe không biết đường, anh Đồng Minh, ông quay lại rồi. Sao quay chạy lại? Cái này ngược chiều. Ngược chiều. Như năm băng qua nó cùng một nhịp. Như năm ngón tay vui. Đã sung chẳng nãy là mong. Ở sao nhân nó về nhà nhân thế. Sao đi dòng nữa không?